Bài 6. Quả và hạt. Mục tiêu 1. Trình bày được 3 phần của quả và 2 phần của hạt. 2. Kể được các loại quả và hạt. 3. Kể được các ứng dụng của quả và hạt trong đời sống và ngành dược. Quả, định nghĩa, là cơ quan sinh sản hữu tính của cây có hoa, hình thành do sự phát triển của bầu sau khi thụ phấn, trong đựng hạt do noãn phát triển thành, còn vòi và núm nhụy khô héo đi. Các phần của quả: vỏ quả ngoài, vỏ quả giữa, vỏ quả trong. Các phần chính của quả: vỏ quả ngoài, vỏ quả giữa, vỏ quả trong. Vỏ quả ngoài hình thành từ lớp biểu bì ngoài của bầu. Quả non thường có màu xanh, quả chín có nhiều màu sắc tùy loại: vàng, đỏ, tím, đen. Chức năng: bảo vệ các phần bên trong của quả nhờ lớp cutin dày, lớp sáp hoặc lông bao phủ. Vỏ quả ngoài thường nhẵn. Quả ớt, quả cà, quả ổi, vỏ quả ngoài có gai, bảo vệ. Quả cà độc dược, quả ké đầu ngựa, vỏ quả ngoài có cánh hoặc chùm lông, phát tán. Quả thích, bồ công anh. Vỏ quả giữa, lớp mô mềm của vách bầu. Vỏ quả giữa khi chín, nếu khô đi, cho loại quả khô. Quả đậu, quả cải, nếu vẫn mọc nước, cho loại quả thịt, đu đủ, cà chua. Vỏ quả trong, lớp biểu bì trong của bầu, có thể mỏng và mềm. Quả đu đủ, có thể dày lên và cứng rắn. Quả đào, quả mận, vỏ quả trong mang nhiều lông mọng nước. Quả cam, quả bưởi, vỏ quả trong mang nhiều lông khô, mềm. Quả cây gạo, quả cây bông. Các phần phụ của quả. Cảm ơn đã là trường hợp các phần khác của hoa hoặc cụm hoa tham gia vào việc hình thành quả, tạo ra các phần phụ của quả. Cuống hoa, cuống quả, cây đào lộn hột, đế hoa có thể tạo quả giả, dâu tây, lá bắc có thể dính liền nhau tạo thành đấu, quả sồi. Các loại quả. Quả đơn hình thành từ một hoa, một hoặc nhiều lá noãn hàn liền. Quả tụ hình thành từ một hoa có nhiều lá noãn rời, mỗi lá noãn phát triển thành một quả riêng. Ví dụ, đại hồi, kim, dâu tây, quả kép, quả phức, sinh bởi cụm hoa đặc biệt. Ví dụ, dâu tằm, dứa, sung, vả. Quả đơn tính sinh, quả trinh sản, noãn không có quá trình thụ tinh, có thể có hạt, có thể không có hạt. Ví dụ, chuối, nho. Quả tụ, hình thành từ một hoa có nhiều lá noãn rời, mỗi lá noãn phát triển thành một quả riêng. Ví dụ, đại hồi, kim, dâu tây. Quả kép, sinh bởi cụm hoa đặc biệt. Ví dụ, dâu tằm, dứa, sung. Quả đơn tính sinh. Quả đơn, khái niệm, hình thành từ một hoa có một lá noãn, hay nhiều lá noãn hàn liền. Các loại quả đơn. 1. Quả thịt, có hai loại, quả hạch và quả mọng. 2. Quả khô, đóng, thóc, hộp, nang, cải, đậu, đại. Quả hạch, vỏ quả trong dày, cứng tạo thành hạch. Quả mọng, khi chín vỏ quả giữa mọng nước và mềm, vỏ quả trong mềm và mọng nước. Đóng và thóc là quả khô không tự mở. Các loại quả khô còn lại là quả khô tự mở. Quả khô không tự mở, quả đóng, vỏ quả mỏng khô cứng, không dính vào hạt, khi chín không tự mở, có quả đóng đôi, có quả đóng tư. Quả thóc, vỏ quả dính liền với vỏ hạt, ví dụ, lúa, ngô. Quả khô tự mở, quả loại đại, một lá noãn, khi chín nứt một khe dọc. Quả cây la lét, quả loại đậu, một lá noãn, khi chín, nứt hai khe dọc, thành hai mảnh vỏ. Quả đậu, quả loại cải, khi chín nứt thành bốn kẽ dọc, thành hai mảnh vỏ, một vách già. Quả hộp, bầu một ô, khi chín nứt một vòng, ngang giữa quả, mã đề. Quả nang, là quả khô tự mở khác bốn loại trên, dựa theo cách nứt phân thành bốn loại, nang cắt vách, bầu nhiều ô, khi chín mỗi vách trẻ đôi ra tách riêng từng lá noãn, mỗi lá noãn lại mở theo kiểu quả đại. Quả thuốc lá, quả canh kina, nang trẻ ô, bầu nhiều ô, mỗi ô bị cắt theo đường sống lưng của lá noãn, số mảnh vỏ bằng số lá noãn, mỗi mảnh vỏ là hai nửa của hai lá noãn cạnh nhau. Quả phù dung, quả sầu riêng, nang hủy vách, bầu nhiều ô, khi chín vách ngăn giữa các ô cũng tự phá hủy. Quả cà độc dược, nang nứt lỗ, khi chín sẽ nứt ra các lỗ nhỏ, thường ở phần trên của quả. Quả thuốc phiện. Hạt, định nghĩa, là cơ quan sinh sản hữu tính của cây có hoa,
sinh bởi sự phát triển của noãn sau khi thụ tinh, hình thành hạt, noãn đã thụ tinh, chứa hợp tử và tế bào tam bội, phát triển thành hạt, hợp tử phát triển thành phôi, tế bào tam bội phân chia tạo thành một khối đa bào giàu chất dinh dưỡng được gọi là nội nhũ, phôi nhũ, là mô nuôi dưỡng phôi phát triển, có hai loại hạt, hạt nội nhũ, hạt cây một lá mầm, và hạt không nội nhũ, hạt cây hai lá mầm. Các phần của hạt, vỏ hạt, là lớp ngoài cùng của hạt, có một, hạt đậu, hoặc hai, hạt gấc, lớp vỏ hạt, có khi mọc nước, hạt lựu, phát tán, lông, hạt cây bông, màu lông, sừng dê, sữa, cánh, núc nác. Nhân hạt, nằm trong vỏ hạt, cây mầm, rễ, thân, lá, chồi, mầm, nội nhũ, là khối dự trữ dinh dưỡng nuôi cây khi mới nảy mầm, ngoại nhũ, chức năng giống nội nhũ, nguồn gốc khác. Căn cứ vào nội nhũ hay ngoại nhũ phân ra, hạt không có nội nhũ, chất dự trữ chứa trong lá mầm, hạt đậu, hạt lạc, hạt có nội nhũ, chất dự trữ ngoài cây mầm, hạt thầu dầu, hạt cau, hạt có ngoại nhũ, chất dự trữ ngoài cây mầm, hạt cau, hạt chuối, hạt có cả nội nhũ.